Hàng hot bà con ơi, hàng hot, hàng hot. Bữa nay có một vườn đang sắp sửa chuẩn bị thanh lý dọn vườn nè bà con ơi. Đây là một trong những cái cây thanh lý giáp bèo trong bữa hôm nay. Anh chị mình xem tới khúc này mình nhớ thả cái tim cái nha anh chị ơi. Quang cảnh xung quanh đây, đây là một vườn mai ở Mỹ Tho, Tiền Giang nè anh chị ơi, gần gần chợ gạo nè. Quang cảnh vườn mai rất là đồng quê. Nghe ông chủ vườn nói là bữa nay chuẩn bị thanh lý anh chị, tứ quý luôn nè, siêu rẻ nha bà con. Rồi, máy chậu có luôn nè, máy chậu rồi máy đất mới bứng có luôn đó, quá trời thể loại luôn anh chị ơi. Đây, rồi đây một cây tứ quý nữa nè đó, đây có một cặp tứ quý nha, cặp tứ quý lớn, chút nữa nghe báo giá là bà con hết hồn luôn à. Nghe báo giá là cái là phải alo liền nha anh chị. Em để số điện thoại ở trên tiêu đề đó, ai alo trước thì người đó xí trước nha. Lát báo em sẽ phát lại sớm nha anh chị. Ngoài ra thì cũng có một số lô mai là ở dưới đất mới bứng lên luôn nha anh chị, mà ở đây là có cả thông số luôn nha. Hoành trung bình của nó em thấy cỡ chừng trên 20 đó. Đây có một cây ghi hoành 20 nè, nhưng mà em đo thử trên anh chị xem nè ha. Nó chắc cũng trên 20 một chút. Thì cái lô này cũng chuẩn bị thanh lý hết luôn cho anh chị nè. Nhìn sơ sơ lại thấy là nó có đế hết nha anh chị. Ha. Tàn của nó ha, mình nhìn sơ cái ha. Ở phía bên trong cũng có một lô mà anh chủ vườn là ảnh gom lại, chưa tháo bịch ni lông nữa anh chị. Đây là một số lô mai, chút xíu nữa chuẩn bị báo giá nhanh để xả cái vườn này luôn anh chị. Đó, để anh em cho bà con xem trước một vòng ha. Tàn của nó thì nó đầy đủ tàn hết nha anh chị. Ở trên cái bầu của cái lô này cũng có ghi giá đó anh chị, nhưng mà em đang quay xa quá anh chị, có ai đoán được cái lô này giá nhiêu không? Bữa nay bán theo từng cặp nha. Bữa nay đang bán theo từng cặp nha anh chị. Lô này cao trung bình tầm khoảng 1 mét đó. Và anh em thấy nó trên dưới tầm 20 á. Và đây là cái quang cảnh ở phía ngoài của cái vườn này chuẩn bị thanh lý nè anh chị. Nằm trên một cái bờ kênh, cái mương nhỏ ha. Nó xung quanh đây. Đây là cái phía trước. Ở đường này thì trên cái con đường đi vào chợ gạo đó anh chị, có cái hẻm đi vô, đi vô chừng 200 mét là mình tới đây luôn. Đó. Đây là chuẩn bị vô đầu vườn nè anh chị. Xin chào ông chủ nha. Ô, có người đẹp nữa mà con ơi. Đi kinh người đẹp. Rồi cũng chào kinh chợ Sài Gòn nha. Dạ. Chào cô chú anh chị em cũng đam mê mai vàng trên toàn quốc luôn. Dạ. Cái vườn mình bữa nay là sao mình thanh lý hết vậy anh? Hôm nay em cũng tính có một số mai thanh lý dọn vườn rồi chỉnh sửa sân lại cô chú anh chị em ơi. Thì nói chung thì tính bơm cát rồi mình làm sân lại rồi mình bắt đầu mình trồng lại mai mới.
Thì giờ nhờ kinh Sài Gòn vô quay em cũng giao lưu một số mai chậu rồi mai bán lẻ cho anh em vẫn có luôn. Những vườn chính của mình là ở đâu vậy anh Minh? Vườn chính mình là nằm ở Đức Hòa Long An, còn ở đây là cái nhà địa chỉ dưới mình mà tập kết mai để shop bán lẻ riêng cho anh em á là Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, dạ, tỉnh Tiền Giang. Như đi đâu đây Như? Đi bán mai anh à? Bán mai hả? Bán mai có người mua đó. Bán mai không sợ nắng hả? Trời mát không? Rồi vậy cho đi đo mai cho, trời xem xíu bị té à bà con. Rồi mình đi vô mình xem nhanh cái lô này nha anh chị. Nam mình dọn hết luôn anh Minh ha. Hết luôn, nói chung thì mình bán cho anh em về, anh em muốn trồng lại ha, ghép gì ghép á. Mình thấy giờ cái giống gì mà siêu bông mình lại hôm trà thấy nó hot quá. Anh có chưa? Chưa. sao anh không thử đi? Thấy nó cái giá nó căng quá. Giá càng quá ha. Thấy giá nó căng quá mình đợi cái mai mốt mình nó đại trà nó có nó nới em cái mình mua về ghép làm giống chơi. Mà hình thức bây giờ hình thức anh xả cái vườn này lần sau nói trước cho bà con biết luôn anh. Đa số là mai dảo dảo Thủ Đức. Dảo Thủ Đức đúng rồi. Đám, cái vườn mai mình thì nằm ở trên của thằng Bình Lợi á. Thành phố Hồ Chí Minh nó nằm ở bên giáp với Long An, Đức Hòa, Đức Huệ á. Nãy em dạo sơ sơ thấy bữa nay là mình thanh lý luôn cả vườn mình có 3 loại luôn hả anh? Đúng rồi. Nói chung thì giờ mai tàn rồi mai phôi rồi xong rồi mai chậu có hai cây tứ quý mình lấy luôn đi, anh em có nào mua về ghép á cái dạ. Đó giờ thì em cứ ghép bán luôn. Rồi cái này thì hồi nãy em có nhờ ảnh ảnh đo sẵn ghi trên mặt chậu cho cái mặt bầu cho anh chị xem cái lô mai này trước nè anh chị. Cái này anh có đánh số luôn phải không? Cái này mình không có làm để cho nó mất thời gian anh em ha. Dạ. Thì trong này anh em mình mua bán thì tin tưởng và lời nói mình đo ngay đây nè. Thì cái hoành mình ghi xuống đây là hoành 18 á. Đó. Anh em ha, thì như vậy cho nó không mất thời gian. 4,5 là mình mua lẻ hay là mình mua cặp hay sao? Không, mình để vô đánh giá là một cặp nè, cặp là 900.000. Vậy là anh bán một cặp đúng không? Đúng rồi, anh em nhìn vô cái này là mã 1 á, là cặp 900.000. Dạ. Hoành 18 á. À. Chiều cao thì tầm khoảng 1m1 đi. 1m1 anh chị. Tăng ngang thì tính em dạng như bộ đồng 70-80 cm á. 80 tăng ngang nha anh chị. Rồi cặp số 1 em quay cho anh chị xem nha. Mình tổng cộng có bao nhiêu cặp này lại anh? Nó anh có 13 cặp thôi. 13 cặp. Anh em mua để riêng cũng được ha, anh em muốn sạc thôi anh em ghép, anh em cứ ghép hai nè, hoành 18 nè anh em. 18. Đó thì 18 chị ha. Đó. Anh đo sẵn nên là bà con đừng có lo nha. Rồi chiều cao thế nè, mình cũng nói cho anh em á. Mua bán thì anh em tin tưởng mà nói 1m4 nè. Dạ. Tán ngang thì 60-70 nè, 70 nè. Dạ. Đó, chưa hết chứ. 80 còn... á. Đó. Cái này bông sao anh? Dảo Thủ Đức. Bông dảo Thủ Đức. Đúng rồi. Nói chung đa số giờ anh em an tâm đi, bông thì nó từ 6 tới 12 cánh. Chứ giờ 5 cánh cũng ít gặp lắm. Rồi cái mã số 1 là 900.000 nha anh chị. Anh chị thấy cái giá này được không? Mình cho cái comment đầu clip đi anh chị. Nói chung có mấy trăm ngàn mà. Cái mặt hàng này thì em bao ship cho anh em trên mọi miền Tổ quốc luôn. Bao ship toàn quốc luôn. Đúng rồi. Anh. Còn bao sống thì sao anh? Bao sống. Bao sống luôn chơi luôn. Bao sống bao lâu chứ? Bao sống cho anh em 60 ngày luôn. Dữ vậy hả? Nhưng mà hình thức cụ thể bao sống là thì, cái tình trạng như thế nào? Thì giờ như vậy nè, mình bán cây cho anh em thì anh em mình nói sơ bộ cái trồng đi. Rồi. Cái bản thân đất này mình đã lấy ra mấy 10% cho anh em rồi. Dạ. Thì anh em về cắt bầu cắt bao ra rồi anh em mua cái chậu bố, ít chậu năm. Chậu năm anh em trồng vô. À. Thì cái hình thức nãy lát có thanh lý cái dàn mai chậu năm á thì anh em coi anh em biết ha. Thì anh em cứ cắt xong anh em sơ dừa với rau trấu ý trấu sống á anh em trộn lại. Dạ. Rồi anh em đặt cây mai vô đừng có xả đất gì nữa hết. À. Tại vì bản thân em đã làm rồi. Em đã làm đất cho lấy đất ra bớt cho anh em rồi. Rồi những cái đầu rễ này em đã cắt luôn. À. Đúng rồi, cắt hết cho anh em nè ha, đầu rễ dập á. Rồi anh nói tiếp cách trồng cho mọi người luôn đi. Rồi cái cách trồng thì nói chung thì mình cũng không nói nhiều nha anh em. Thì anh em nào biết á, chuyên nghiệp thì mình không nói thì xem cho vui nha. Dạ. Còn anh em nào thì dạng như mới á, thì mới chơi thì cái cách trộn thì trấu với sơ dừa trong sống anh em. Dạ. Thì tỷ lệ 6-4 đi. À. Dạ. 6-4 anh em, tại trấu thì nó làm thoát nước. Cái đó trồng chậu hay trồng đất anh? Trồng chậu á, đang nói trồng chậu á. Dạ. Còn trồng đất thì nó càng dễ nữa. Thì trồng đất thì anh em cứ trộn 5 năm cũng được. Hoặc là 6-4-7-3 cũng được. Trồng đất thì nó dễ rồi. Rồi có tưới gì không? Bao lâu tưới hay sao nữa không? Tưới thì thường thường anh em đa số mình thấy nghe cũng tưới dưỡng rễ N3M đó. Nói chung là nó có thằng gì mà thuốc mà dưỡng rễ là kích rễ rồi là được ok anh em. Bao lâu tưới anh?
Thì nếu mà tưới thì anh em lấy cái định kỳ đi, móc 10 ngày đi, tháng tưới mới mới trồng lần. Có tưới liền không? Mới trồng thì anh em tưới cái nước kia trước. Nước kia cho, nước gì? Đúng rồi, cái nước thường á, nó cho nó vàng, cái chất trồng mình nó dẻ xuống. Dạ. Rồi để ổn định 2-3 ngày gì đó rồi mình hãy tưới cái thuốc dưỡng rễ lên. Rồi đó, còn tới khi nào mà anh bảo hành, ví dụ như lỡ nó chết thì Cây mai này giờ mình nói thiệt với anh em, nói chung thì mình chương trình bán bao sống bao ship cho anh em luôn ha. Dạ. Thì 60 ngày. Trong 60 ngày mà cây mai mà nó bị khô phôi hay gì, anh em kết bạn Zalo với mình sẽ chụp gửi hình, mình gửi cây khác lại cho anh em. À, tức là thường cây khác trong vòng 60 ngày đúng phải không? Đúng rồi. Anh em trồng đúng kỹ thuật nha anh em. Rồi. Rồi tiếp rồi. Anh chị thấy ok không? An tâm không? Rồi giờ mình coi tiếp cây số 2 nha anh chị. Số 2. Rồi cây số 2 hoành thì nó cũng nhỏ hơn ha anh em. Thì giờ mình nói đi cho nó vậy ha. Thì hoành 16 anh em. Cây bên này hoành 18 anh chị, cũ nở ha. Còn cây cặp số 2 bên này á, là hoành 16. Đúng rồi, cặp số 2 có trong này có hoành 18 nè. Đúng rồi. Cây bên đó 18 anh chị. Còn cây bên này 16. Thì cặp này á, là 800 ngàn hả anh? Đúng rồi, cặp 800 ngàn. Là mình bán cặp chứ không bán lẻ đúng không? Bán cặp, anh em muốn mua lẻ thì có gì alo mình đi thì bán lẻ giá cao hơn không anh? Giá cao hơn. Rồi bán lẻ cao hơn xíu nha anh chị. Ủa cái này ai lấy cây số 2, cái lấy cây này dính cây này quá đẹp luôn anh chị, cặp này nè ha. Đó, cặp số 2. Hai cặp hai cây này đều có củ hết nha anh chị. Để tứ diện ha. Và qua cặp số 3. Đúng rồi, số 3 đó. Số 3 này là hoành 18. 18. 450 ha anh. Đúng rồi, 450 cặp 900 ngàn. Mình nói gì đi nói chung luôn đi, cặp số 3 900 ngàn. Này cặp số 3 là 900 ngàn. Hoành cũng hoành 18 anh luôn. Anh em dòm hoành đây hết anh em. Dạ. Này, tổng thể cái tàn của nó đây anh chị. Này cặp số 3. À, cao cũng cỡ 1m1 ha. Tán ngang cũng 80. Cặp số 2 đây nè. Đó, mình coi lại cái tán của nó anh chị. Tán cặp số 2 ha. Cặp số 2 là 800, cặp số 3 là 900. Rồi mình qua cặp số 4 nè. Số 4 anh em. Thì số 4 mình cũng ghi với nè anh em, hoành 18 anh em. Cặp số 4 cây cao 1m1, cây cao 1m2 nha anh chị. À. À, hoành 18 đây. Lâu cũng đo lại cho anh Bộ em coi nè. Đó 18 nè. Dư luôn anh chị nha. Rồi đo múc trên em để nơm nên mình đo múc trên. Để nơm tứ diện đặt luôn. Cây bên này hoành 16. Đúng rồi, cặp 4 thì trong đó nó có hoành 16. Thì giá nó cặp đó 800 ngàn anh em, cặp số 4 á. Anh xoay nhẹ cái cây đó cho mọi người xem cái. Đó, để quá đẹp luôn anh chị ha. Nói chung anh em dòm thấy lá không, mình xuống lá rồi thì anh em cũng thấy chi tàn được ha. Đó. Ảnh đo ở trên nha anh chị, còn ở dưới nữa thì cái đế nó nở ra thêm nha. Đó, cặp này là 800 ngàn. 800 ngàn. Quá đẹp luôn cặp ha. Cặp số 4. Rồi qua cặp số 5 nè anh chị. Cặp số 5. Thì cặp số 5 mình đo đây là hoành 19 anh em. Hoành 19. Rồi ở đây thì đó mình đo đây cũng hoành 18 ha. Cặp số 5 á nó có hoành 18 á. Nói chung nó không được bằng nhau ha. À 18 nè anh em. Rồi 18. Múc trên ha. Còn ảnh đo trên không nha anh chị. Mấy cây này thất thân thấp nha anh chị, tầm khoảng cỡ gần 20 thôi ha. 18 20 thất thân. Cây này tàn 90, cây tàn 80. Ừ. Cao 1m2 anh chị ơi. Có cái cặp số 5 này nó tới 1 triệu luôn anh em. Cặp số 5 này cây nó khá ok anh em. Cặp này tới 1 triệu rồi. Cặp số 5 là 1 triệu nha. Đúng rồi, có cặp số 5 nó 1 triệu anh em ơi. Để làm kỹ cho anh em nè. Đó, 19 đúng luôn anh chị ơi. Đó. Cặp số 5. Cặp số 5 triệu. Bà con thấy uy tín chưa, uy tín chưa? Rồi qua cặp số 6 nè. 800 ngàn cặp số 6, rồi. Cao 1m1. Đúng rồi. Đây, coi hoành của nó một cây là 16. Còn cây bên này nhiêu anh? Đây hả? Không thấy cái tí số rồi. Rồi 16 luôn. Còn 16 luôn đó anh chị. Rồi. Rồi cặp này chỉ 800 ngàn thôi, chi tàn đều luôn. 800 ngàn. Bán bằng này muốn bằng giá phôi luôn anh em. Đa số là tàn nó là 80 hết nha anh chị. Đường kính bầu nó tầm khoảng 28-30 nha anh chị. Rồi qua cặp số 7. Số 7 cũng 800 ngàn à. Cặp số 7 cao 1m2 nha anh chị. Một cây hoành 15. Cái đó mạnh của đầu hoành 15 nữa hả? Dạ, 15 à. Còn cây này hoành 18 hả? Hoành này hoành 18. Tại chắc nó cấn như này hay gì nè chứ sao đo lại nè. Nó thêm 17 yếu. 18 yếu. 18 yếu. Rồi thôi cặp này cũng số 7. Cặp số 7 800 ngàn. 800 ngàn nha anh ship chị. Ship trên này, mặt hàng này ship toàn quốc nha anh em. Giá này anh chị thấy ổn không? À, chi cành của nó đây anh chị. Tất cả đều một cốt chất ngọn ha. Mà giảo Thủ Đức anh chị. Rồi mình qua tiếp cặp số 8. Số 8.
Đây này cặp số 7, này cặp nãy cặp số 7, này cặp số 8. Đây cặp số 8 nè anh chị. Để em lấy xích ra cho, để anh em đi tại nay có ở đây mưa. Rồi, này. Đây cặp số 8 nè anh chị, một cây này là hoành 19 ha. Còn cây bên kia là hoành 16 ha. Báo giá cặp số 8 đi. Nhưng mà nó là cũ nở nha anh chị. Cũng đo đo. Cũ nở đấy đẹp nha. À, 16 có hơn anh em nha. À, 16 cứng à, mình ghi, mình ghi 16 thôi. Cặp này 900.000 nha anh chị. Rồi, cặp số 8 900.000. Đó, 18 có dư anh chị ơi. 18 rưỡi. Ở dưới là nó nở nha. À, ảnh đo là ảnh đo ở trên không anh chị. Tại cái này là hơn 90 ha. Cặp này là 900.000. Cặp số 8 rồi qua cặp số 9 luôn anh. Cặp số 9 đứng kế người đẹp á. Rồi, cho như đo luôn đi. Người đẹp đó giùm cặp người đẹp. Cây này cao, cây cao 1m3, cây cao 1m1 anh chị. Rồi, hoành 17 cứng, 18 anh chị ơi. Đó, một cây dáng hơi siêu ha. Rồi, cây bên này, hoành cũng 17 luôn. Cũng nở luôn nha anh chị. Cặp này thì em thấy giá là 900.000 á. 450. Đó là hai cây. Cặp đó củ đế đẹp á anh em. Cặp người đẹp đo á là bộ đế nó cũng đẹp đó anh em. Củ đế rồi nó cũng chân đế rồi nở đều hết. Giá này 900.000 mình bao xếp cho anh em nguyên cặp luôn nha. Nè, ảnh chọn là ảnh chọn cặp cũ giống nhau. Đúng rồi, mình chọn nói chung cũng mình chọn cây cho nó cân xứng 80 anh em. Rồi này là số 17. Số không số này số 9. Số cặp số 9. Mấy cặp tất cả anh? Anh đang để mấy cặp? Mình 13 cặp đây nè, còn số lưng nè. Rồi, tiếp tục cặp số 10 đây anh chị. Rồi cho em Như đo luôn. Như. Cặp số 10 này cao tầm khoảng 1m với một cây mét, cây mét 1 anh chị. Rồi hoành 17. Anh tính 16 luôn ha. Cặp này 900.000 anh chị ơi. Rồi cây này là 16. 16 rưỡi. 17 yếu anh chị. Cặp này là 900.000 nha. Nè, em quay kỹ cho anh chị xem cái nè. Rồi tiếp tục cái cặp số 11 nha anh chị, cặp số 10 cũ cũng khá đẹp nha. Đây. Này cặp số 10. Rồi cặp thấy số 10. Mấy cây này là tầm khoảng 17 nha anh chị. Rồi qua cặp số 11. Cặp số 11 là 800.000, hoành nhiêu em? 16 anh chị nha. À, cũng cũ nở luôn ha. Nhìn thấy ham không? Rồi cây này hoành 17. Cũng cũ luôn anh chị ơi. À, cũ tứ diện nha. Thì anh em dòm thấy không có lá thì anh em cũng dòm được chi tàn hết anh em. Đó, để chi tàn nó đây. À. Số 11 này giá là 800.000 luôn. 800.000 nha anh chị. Mình bao ship cho anh em luôn toàn quốc luôn á. Rồi mình qua cặp số 12. Cặp số 12 này khá cao nha anh chị, cao tầm khoảng 1m3, 1m4 á, cặp số 12 này. Cây bên này là hoành 16. 16 có dư nha anh chị. Còn cây bên này. Đây là hoành 18. 19 luôn, 18 rưỡi ha. À, 18 rưỡi anh ghi 18 thôi. Cặp này là 1 triệu anh chị ơi. Thoát thân hai cây này tầm khoảng 17. Cao 1m3. Cây cao 1m4. Rồi cặp 12 này mình cũng nói anh em lại anh em. Trong này có cặp 12 nữa là 1 triệu anh em. Bao ship cho anh em luôn. À, nhờ Như ơi mình đo luôn chiều cao cho anh em Như ơi. Tại nãy nói chung mấy cái cây nó. Cây này tới cao dữ lắm anh chị ơi. Cao 1m7 hơn. Này thước nè anh chị. nói chung là thước 7, thước 8 gì nên anh em ơi. Cao quá. Để mình đo về cho. Em gần 1m7 nè anh. Ờ thôi giờ tính lấy người đo luôn đi. Lấy người đo luôn. Lấy rồi. Người đo luôn khỏi lấy. Nó phỏng phỏng anh chị ơi. Được rồi em. Được rồi nhón chi nhón hoài. Nhón gì nó bằng cái máy thôi. Rồi. Rồi cái này là cặp 12 giá 1 triệu anh chị ơi. Nói chung cây thì, 16, cây 18 ha. Tiền nào của né anh em nên tại nó cao hơn Như nên nó phải 1 triệu lần anh em ơi. Ok. Rồi đó cặp 12 cặp cuối nè anh chị. Cặp cuối cây cao 1m2, cây cao 1m3 nha. Đây. Ở Như giúp giùm luôn nha. Ok, cặp cuối khá bự á.
20 hoành anh chị ơi. Để nó nè. Bên đó nhiêu? 18 rưỡi, tính 18. Rồi 18 rưỡi tính 18. Đó, đẹp không anh chị? Chi tàn đều nha. Tàn cây này tàn cây tầm khoảng gần 90 á. Này cặp 13 đó cô chú anh chị em ơi. Giá giá 1 triệu. 1 triệu luôn anh em ơi. 1 triệu cặp 13. Tại cây anh em biết sao cây này tàn chi ngang anh em, xếp cực lắm anh em. Dạ. Mỗi lần mình xếp vô mà mình xếp nó cực lắm. Rồi vậy là bữa nay 13 cặp. 13 cặp. 13 cặp này còn anh em muốn mua lẻ cây cây thì có gì alo ơi. Rồi mình coi tiếp cái những cái mà anh Thanh Lý luôn đi. Thanh Lý hơi vô trong này đi để tối ha. Để nhờ anh em coi lô này anh em có ưng ý được thì về. Máy chậu ha, máy chậu chứ đi ha. Thôi máy chậu lắc sáng cho. À máy phôi ha. Mở mở cái đèn ha. Cái lô này mình coi có 30 phôi á. 30 phôi. Anh bán sao? Mình bán anh em mua thì mình bán giá là 250 ngàn thôi. 250. Phôi nó hoành dao động từ 16 tới 20. Đâu anh đo thử cây em mới vừa quay luôn nè. Cái này nằm được kính bầu tầm khoảng hơn 30 anh chị, 30 35 ha. 20. 20. Rồi. Này 18. 18 rưỡi tới 18. Bút trên ha em. Nhỏ nè, mình đo nhỏ đi. Mấy cái này thì anh bao sống làm sao? Cũng vậy luôn hay sao? Này hôm nay mình không bao sống đâu anh em ơi, về anh em 15. Cứ chơi để anh cứ ghép ha. Giá này là không bao đúng sống rồi, ha. Có 250 rồi. 250 là mình bao ship luôn chưa anh? Này mặt hàng này thì mình hỗ trợ cho anh em bán kính chừng 100 km thôi. 100 km đo thử cây này cái anh. Tức là bao ship 100 km luôn ha. Đúng rồi, 100 km. Này tính 18 có hơn đi. Nãy giờ 18-20 không nha anh chị. Để có cây nào nhỏ mình đo. Hình nó là đang sống vui sống khỏe ha. Đó là nó bao sống cho vui chứ cái này là cây đang sống vậy mà về mình chăm mà không đẹp là cũng một phần chắc cũng lỗi hai bên. Mỗi người lỗi một chút. Chứ cây này đang ngon lành đó anh chị ha. Nói chung mình giao cây cho anh em thì lúc nào cây tược mạnh hết anh em. Anh em thấy em mặt cắt đồ liền hết luôn, cây ổn định hết. Rồi cái này tổng cộng anh có bao nhiêu cây? Mình tổng cộng là có 30 cây này nè. 30 cây phôi này anh chị ơi. Hoành gần 20 nè. Cây đế thì về anh em khai thác ha. 30 cây phôi. Mà cái cây này nếu mà anh em về á, có ghép á, thì nên để về ghép. Để giống về ghép luôn. Giống vậy luôn. Đúng anh rồi. Ghép gì đây? Mình ghép cúc thọ hương. Trời tưởng anh chưa ghép siêu bông mình lợi á. Trời ơi, đi siêu bông lại làm gì ghép nổi mấy thằng này. Nói chung thì mình thấy cũng ham lắm nhưng mà cái giá nó thấy nó cũng hơi căng quá. Anh ghép cúc thọ hương hả? Cúc thọ hương anh ghép, nếu mà vậy là anh ghép bán nhiêu? Này mình ghép chơi. Ghép chơi để chơi ha. Anh ghép chơi thôi. Đó ý là mình nếu mà về ghép thì để nguyên bầu này ghép luôn ha anh. Đúng rồi, mình để gì đi chứ mình đừng khai thác ra rồi khi mà mình ghép mạnh á thì mình lấy cái bầu ưa này nè anh em. Mình phanh lại. Thì mình nói anh hướng dẫn cho đúng rồi, anh chị luôn. Anh em mình cứ lấy cái bầu ưa này anh em mình cứ phanh lại vậy ha. Thì mình nói vậy thôi. Đó phanh lại rồi mình trồng vô. Tại giờ này mình chưa cáp thì mình nói vậy anh em mua cái bầu này nè. Bầu đó anh mua nhiêu một cái? Cái này mình mua cái mấy ngàn anh tắm à. Mấy ngàn tắm à anh chị? Mấy ngàn đồng tắm thì anh em phanh lại rồi anh em cứ cắt dây cắt đồ anh em cứ trồng vô đừng có vũ đất nha anh em. Còn mấy này về là anh đóng ghép gì liền được rồi đúng được không? Luôn ra mạnh rồi nè. Đúng rồi anh em về cứ nè cứ sạc mấy cái này rồi anh em cứ rút phôi lại. Dạ rút phôi lại ha để anh em ghép chứ anh em đừng có vũ đất vũ đồ thì nó không hay vậy bị đứt rễ ha. Đúng rồi. Rồi mấy cái này là anh ghép được bao lâu rồi ta? Này mình ghép nay tuần á. Tuần nó mà lên vậy nè cũng mạnh ghê ha. Thọ hương mạnh ghê ha. Thọ hương thôi khỏi nói rồi, thọ hương này nó hàng nó dễ chơi đấy. Dạ. Anh rút là thử hả? Thôi khỏi đi kìa, nói chung này anh đâm chồi hết nè. Một tuần á ha anh? Đúng rồi, một tuần á nè. Tuần mà lên lẹ cái ha. Mấy thọ hương anh Hoàng Mai cũng khoái họ thọ hương lắm á. Thọ hương thì anh em ghép nói chung vô cây tứ quý hay cây nào bông nó cũng bự đẹp lắm. Rồi mình qua tới tiếp theo đi anh. Đi qua đi. Còn cái gì Thanh Lý nữa, Thanh Lý hết vườn luôn đi. Trong anh đó, chị thấy cái giá nãy giờ anh báo có cái nào mắc không bà con cho comment đi anh chị. Trong đó 250 là có cái này nè. Có ngoài đó luôn ha anh. Đúng rồi, trong đó là 30 cây tính luôn này đó để anh em không biết. Cho anh em luôn mấy tàng này luôn, 30 cây có luôn mấy này luôn nè. Đưa cái lô 250 là có mấy này luôn. Đúng rồi, hồi nãy là phôi là và này còn là 2 4 6 8 10 12 14 còn 15 cây mai tàng luôn.
Nhiêu đây mà 250 luôn hả? Đúng rồi, thì chung luôn á, luôn 250. Bao ship luôn hả anh? Bao ship anh em phạm vi 100 thôi. Ồ, anh chị thấy giá vậy ổn áp không mà mình cho cái comment cái đi bà con. Anh em về sạc phôi ghép ngon anh em. Còn anh em nào muốn để tàn vậy đó, vẫn có tàn đó, anh em cứ để trồng luôn. Anh chị mình comment ép giá ảnh cái coi. 250 vậy là đủ được cho anh chị, 250 mà bao ship luôn á. Bao ship cam à. Bao ship 100. Đúng rồi. À, giá vậy là được không? Mình vô mình ép giá thêm đi bà con, cho chết ảnh luôn. Rung rồi. Không đúng rồi. Nói chứ anh em mặt hàng này thì mình bán cho anh em 250, mình không bao sống nha anh em. Anh em trồng cũng đúng kỹ thuật nó thì không sao đâu. À, tại vì cái này nó cũng đang cây ngon lành. Đúng rồi, chị. Cây mình bán cho anh em là cây này là bứng đã ổn định rồi, tược cũng ra hết rồi. Nè, anh bứng được bao lâu cái lô này rồi? Lô này mình bứng nay về cũng bỏ đây cũng cả tháng mấy Nè anh hầm lưu vô cái. Dạ. Thấy chưa? Nó ra tược như vậy rồi mà anh em về trồng không đúng kỹ thuật thì sai thì nó hư cây. Đó, bởi vì cái gì cũng có giá của nó anh chị thấy không? Không bao ship nhưng mà bù lại là cái cây là người ta đã khỏe mạnh rồi đó anh chị. Đâm chồi hết rồi. Thì hoành nó cũng vậy thôi, hoành nó dao động từ 14 tới 18, 19 luôn á, chung luôn, tính chung với lô phôi nha anh em. À, cái này coi như là cứ 250 250 nằm tới, chung ha. Với lô phôi đúng rồi. Anh chị thấy ra tược tỏ, được tược đỏ không? À. Rồi, mình ra qua cái lô tiếp theo đây, đi anh. Lô này còn 2, 4 thanh lý mà đã dọn luôn, ngay luôn. Cái đó là mấy chậu 2, ha, dòng 4, tới mấy chậu hả? 4 chậu này mình thanh lý hết luôn. Nhiêu anh? 2.4 triệu. 600 chậu hả? 4 à. Ê, 400 chậu hả? 400 à. Máy chậu 400. Đúng rồi, máy chậu 400 ngàn mà cái mặt hàng này á, anh em mà chốt hết, mình bán hết luôn nha anh em. Để mình thanh lý là hết luôn. Cái này ghép hay gốc gì anh? Không, cái phôi thôi. Phôi đó hả? Ờ, thì giờ 2.4 triệu đó luôn, hết này nè mấy chậu này. Anh vô chậu được bao lâu rồi mà nó này ngon, chắc ngon nay, cứng vậy? Chắc cũng nay cũng 2 tháng mấy 3 tháng rồi. 2 tháng mấy 3 tháng mà nó đặt chị rồi anh chị nè. Rồi giờ vậy anh em về cứ sạc phôi thì ghép. Trung bình hoành 18 20 đó anh chị. Hoành nè, hoành 18 18. À, đây 18 luôn. 19 không nè. Đó, 9. Mình là 19 luôn. À, này nè. Đó, cái này anh rút anh thử được không? Cái nào? Cái này nè, rút nữa được không? Được. Nè. Đó, rút cái cho bà con xem ha. À. Thì mình rút chậu nha anh em, quấn keo ship này ship em toàn quốc được. Dạ. Nào ship toàn quốc được mình ship. Rồi cứ chậu 400, chậu 400, ship chậu luôn ha. Đúng, bỏ chậu. Ship chậu luôn chết luôn hả? Ship chậu nó chung không nhiều mà bể anh em. À bể. Bể. Ừ. Nên mình rút ra thì quấn keo quấn đồ lại cho anh em bỏ bao ha. Rồi anh em nhận cây xong anh em về trồng lại cái chậu qua chậu 5. Dạ. Tại vì mình ép qua chậu 4. Dạ. Giờ anh em về trồng qua chậu 5. À, giá vậy đâu không anh chị? 400 ngàn mấy chậu được không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ủa cái này là giá bán lẻ bán 6 hết cây. Luôn 2.4 triệu á. À bán hết luôn, 6 cây này mới giá đó nha đúng chị. Đúng rồi, hết luôn. Còn nếu mà mua lẻ thì giá cao hơn hả? Thì mua lẻ anh em điện đi cái gì mình nói cho. Mua về lẻ giá cao hơn chút nha anh chị, mà thấy giá vậy cũng ổn anh chị ha. Tại vì có mấy cây đó mình thanh lý dọn luôn. Rồi, dọn luôn 2 cây này luôn. 2 cây này dọn luôn. Dọn luôn. Luôn đi anh em mà có mua về ghép mấy giống mới giờ nè. Rồi hai cây tới quý này mình bán lẻ hay bán luôn cặp đi anh? Bán luôn cặp luôn. Vậy để coi cây này trước đi. Rồi. Rồi. Rồi cây này trước đi. Giờ mình nói chiều cao đó ha. Chiều cao. Chiều cao giờ hai luôn cái ngọn nó hơi 1 mét, 2 mét. 2 mét là tính tới mặt cắt rồi đó anh chị. À. Tính tới mặt cắt là 2 mét ha, còn tính lên nữa thì nó cao hơn. Rồi. Mình xem cái bộ đế nó trước đi anh chị. Cây này thắt thân tầm khoảng cỡ năm mấy á. 50 ha. 50 chẳng. Thắt thân 50 anh chị. À, bộ đế của nó nè. Nãy anh đo hoành bao nhiêu ta? Hoành hả? Để mình đo lại cho anh em coi đi. Đế này cũng bỏ tương đối đều anh chị ha. Đế này nói chung nó đế bàn. Rồi 43. 43 hoành. Đó, anh đo ngay trí đó anh chị. 43 hoành. Rồi. Cái này đế bàn nhưng mà nó cũng hơi lai nhẹ nhẹ chút anh chị ở phía trước nữa ha. Đó. Ở này phía mặt bên này 43 ha anh. 43 hoành, để mình đo lại ha, đo lại đi. Được rồi anh. Đây là chi một của nó nè anh chị. Thì anh em muốn chơi riêng thì để về về mình cứ trồng tiếp, còn anh em muốn ghép thì anh em về rút phôi ghép ha anh em. Anh em rút sau rồi rút.
chứ mai này thì mình cũng đã nằm bồn, nay cũng là nói chung cả năm anh em. Chi nó cũng tương đối lực á anh chị, ảnh rút chi nó ảnh đã rút vô rồi, cái chi mộ ảnh rút vô tầm khoảng 20-30 á đó. Đó rồi thứ thế nó cũng tàn không lên đây, là cái phô thứ nhất ha, này mặt cắt ở trên đó nè. Cây này ảnh nuôi lâu rồi chị thấy ra tuột rất là mạnh ha, ra bằng đầu đũa nha đó. Ra tuột mạnh bằng đầu đũa, đầu đũa bự á chứ không phải đầu đũa nhỏ nha. Cái này ghép vô là cái là dính chi, nè chi đều á anh em coi, để có chi nó rải tứ diện hết á, xương nó nè anh chị, mình coi dàn xương nó nè. Giờ mình cây này chắc về ghép luôn á anh, thì này là về ghép ok luôn hả, tại vì nó luôn nó nằm trong bò, nằm trong chậu này nè anh em. Dạ. Trong chậu này mình mới nhổ ra mình dục cho trong cái bồn này luôn chứ dục đất luôn. À, hồi trước nó làm ở chậu hả anh? Đúng rồi, nó nằm trong chậu á, rồi mình giờ mình thấy nó ấy thôi mình cho ra ngoài này cho khỏe. Rồi đây một cây hoành 43 cao 2m. Rồi qua cây số 2 nè anh chị. Cây số 2 này khá cao nha, 2m8 anh chị. Rồi, ơi, tới mặt cắt á. Tính em 2m8 đi. Tới mặt cắt cao cỡ 2m8. Còn cái tay cạnh đây thì đang còn chưa có con lại nhiều anh chị. Để em quay hết cho anh chị xem cái chi của nó nha. Ở đây dưới đây có một cái mặt cắt nha. Rồi mình đo cái hoành luôn anh. Mình đo có mặt cắt đây mình cắt thôi. Rồi 44. Múc trên anh em. Rồi hoành 44. Nếu mà đo xuống nữa thì nó hơn nữa ha. 47. Ở dưới xúc là 47 ngay rồi. Vị trí đó anh chị. Đó 44 47 ha. Rồi. Thôi tính 44 đi. 44 đi ha. Tính 47 mới công. Rồi, cây 43, cây hoành 43, cây hoành 44 á, em giao lưu hết một cặp. Một cặp này anh định giao lưu nhiêu? Giờ cặp này giao lưu 20 triệu thôi. 20 triệu hoành 43 44. Chở luôn, chở tới nhà là chở tới nhà 500 km á. Là bao ship luôn đó anh chị. 20 triệu hai cây luôn. Cây cây cao 2m, cây cao 2m8. Cây 2m8 thì cái xương tàn nó cũng đang còn 1m luôn anh chị ơi. Đó, ở dưới đang còn 1m, nó con lên dần nè. Đó. Là 1m nó con lên dần ha. Còn cây bên kia tầm khoảng cỡ 30. Cây bên kia thì con sát hơn. Còn cây bên này thì đang còn bự anh chị. Tác thân cây này tầm khoảng 40. Rồi cái mặt cắt ở đây ai, em quay mặt cắt cho anh chị xem nè. Đó. Cái mặt cắt này hoành nó tầm khoảng cỡ 18 á. Đâu hoành có 6 à? 6 á. À hoành 6 thì vậy anh em, ví dụ anh em chơi chuyên nghiệp thì anh em đục lại anh em, đục cho nó gom lại ha. Dạ. Yeah. Gom lại mình thấy nó màu cốt nó hay hơn màu thoát thân. Thoát thân 35 anh em, thoát thân 35 thôi anh chị. Rồi một cặp này là ảnh quyết định cho đi luôn là 20 triệu. 20 triệu bao ship luôn á anh, bao ship 100 cây ha. 100 cây, còn anh em tới đây lấy thì mình bớt ra tiền xe anh em, còn mười mấy triệu thôi. À. Rồi mình còn gì nữa mình dứt luôn đi anh. Cây mai cành nhạo này, cây mai nó tam tài này nè. Cây mai tam tài. Luôn. Cây này em đang thấy cái chiều cao của nó là 1, 2, 3, 4, gần 5m anh chị ơi. Họ mới lấy ống nước dựng lên là ống nước luôn á. Ống nước 4m á. Gần 5m cái chiều cao của nó, rồi tán ngang của nó là 1, 2, 3, 4, cũng gần 5m luôn anh chị. Cũng hay ha. Con tàn bớt rồi đó. Con tàn lại rồi. Con lại anh em. Còn mấy nhánh trên chưa cơm nổi rồi, nó cao quá không có cơm được, chưa bữa nào bắt cái thang rồi làm. Đây này quay cho anh chị thấy ảnh đã con lại nè ha. Đó. Cái cây này mấy năm trước mình có chơi bông không anh? Có, mình năm nào cũng chơi bông á. Anh còn cái bông không cho mọi người xem cái bông, có, cái bông cây này cái. Rồi em quay lại cho anh chị xem cái cây này nè. Bộ đế nó nè. Hàng này hàng cổ mắc tiền lắm anh chị. Em nói trước giá này cũng cỡ chắc phải mấy trăm triệu á. Chắc cú rồi. Chắc cú rồi trời ơi. Nó lớn, nó lớn anh. Bên quanh kia là em làm tấm hình luôn anh. Nó lớn anh á. Qua bên kia em làm tấm hình luôn anh. Anh. Lớn hơn, lớn hơn. Ở đó em thấy cái màu đó. Ngồi đây giống hai con khỉ ngồi. Đẹp không? Từ 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 để em lấy cái anh xích qua đây xíu. Xích qua hả? Đó. Cỏ mọc tùm à. Chụp thấy cỏ cũng thấy người vậy đó. Rồi. Rồi. Ủa như sao không mọc quần em? Vậy. Rồi. Nhìn nhìn đây cái anh Minh. 2, 3, ok. Đó. Rồi đợi ảnh lấy cái hình bông hoa rồi em quay cho anh chị tiếp ở phía vòng vòng của nó nha.
cây này hàng VIP đó anh chị ơi. Ha. Bộ đế cọp luôn á. Hàng này đế cọp VIP luôn. Nó hơi nữa lại thú chút xíu anh chị. Cành cành bé cổ như nhạo luôn anh như chị ơi. Cây này chắc đo không không chồm chứ không nọ không tới thôi nha. Như. Quá trời bộ đế. Vô cái luôn ở đây phụ cho. Người ta gọi là quá khứ cái bộ đế. À, anh ăn ấy xuống xíu đi. Không. À, ngóc đầu xuống ấy rồi cúi đầu xuống xíu em chụp cái tấm nữa. Rồi. Ngay đó. Dạ hả? À. Từ từ. À. Ok, đâu để coi. Mấy rồi. Rồi chụp hình không lo coi thông số vậy đó. 55 rưỡi là. Rồi 55 cứng luôn anh chị ha. 55 rưỡi phải 55 không? 55. Rồi. Rồi xuống xíu nữa coi nhiêu. Cho tay ngang đôi luôn. Ngay vị trí một cái 55 ngay xuống xíu đó, ngay đó là 58 nha anh chị ha. Rồi, anh em chọn, anh em chọn nào cứ chọn ha. Cho hai thông số. Như đo có gì là rậy như nha anh em. Đây để mình đo vậy Như chứ nó hơi bự rộng Như để mình đo cái đường kính bầu á anh em. Đường kính bầu này. Đường kính bầu này là 1m4 á anh em. Đường kính bầu 1m4. Đúng rồi, này 1m4 nè. Cái này thoát thân 20 anh chị ơi. Thoát thân 20 là 20 đúng rồi, 25. 25 ở bên đó, bên này 20. Cái bộ đế thì đừng nói tới anh em, cái bộ đế nó ra hết luôn cái kính cái bầu luôn anh em. Để mình đo cho anh em tham khảo ha. Đâu anh chị xem tới đây mình đoán thử cái cây này giá nhiêu, mình cho cái comment cái đánh giá thử anh chị. Coi mình thử trúng không. Ừ. 5 phút nữa mới báo giá. Báo liền luôn nè. Nhiêu anh? Cái này 80 luôn hết cái bộ đế đó. Còn cái bầu là mình lấy cho anh em á là khoảng 1 mét anh em. Khoan, coi cái bông trước rồi hãy báo giá anh. Đâu có. Đây mình coi cái tay cành của nó nha anh chị. Để anh lấy cái bông thì cái bông chùm anh em, bông đẹp lắm nên mình không có xả phôi, chứ nếu mà bông mà xấu là mình xả mình ghép rồi. Bông nó phê lắm anh em ơi. Đầu phê sao anh? À, bông của nó đây anh chị. Ok vậy ta. Em quay cận lại cho anh bà con xem coi đúng cái góc đó không nha. Đây góc nó nè. Đúng cái bầu luôn. Ủa cái này là anh ấy hồi năm nào ta? Để coi từ. Có năm hả? Năm hả? À để coi. Ủa, năm thành phố Mỹ Tho. 2022. Còn quá trình mình bứng thì là Tết năm ngoái á. Đúng rồi, mình không mình bứng nó về mình nuôi nó rồi nó có bông vậy đó nè, cái năm bứng đó nó. Đâu coi năm bứng. Cái năm bứng đó nè. Cây này nguồn gốc đó nè. Thấy không? Cây này là hình nó còn nằm ở bồn nè, nằm dưới đất nè. À cây này còn nằm dưới đất vậy ha. Đúng rồi, nằm dưới đất á. Là đây, là năm trước nữa. Đúng rồi, năm trước nè. Năm 2001 nè. 2021. 21 nè. Nãy 22 đặt hơn xíu ha. Đúng rồi nè, rồi thì quá trình mình bứng nè, anh em thấy cái bộ đế nữa nè. Bộ đế thú á, đúng rồi nãy là như Hồng nói là đúng á. Rồi, đây thú giống hình thú á thơm. Ô, này có xù nữa nè. Đó. Thì mình coi đây trong kia sao y chang vậy đó. Chút xíu nữa quay lại cho anh chị xem có xù không nha. Rồi nè. Rồi thì quá trình mình mua lại của cô cái anh đứng chống nạnh này nè. Đó. À, anh chị thấy à, cái anh chống nạnh quen không? Bứng dưới đất ha. Ừ, bứng dưới đất á. Này là bứng 2021 luôn hả anh? Nè để mình bứng nè thì cái 20 luôn. 2020. 21 20. 20. Không 21. À 21. 21 nè. 21 tháng 2. Ừ nè, quá trình bứng nè. À. Bứng hồi tháng 2. Rồi bộ đế nè anh em. Đó quá trình anh em bứng nè bộ đế nè. À. Đó bứng bầu dày vậy đó anh em. Đó. Là cái anh chủ là bên trái đúng không? À, không, cái đó là anh em thợ bứng. À. Đó, đúng cây luôn anh chị ha. À, nó có mấy năm anh em, nói chung nằm bồn rồi mình cũng có chơi bông mấy năm rồi, nhưng năm nay mình muốn là thanh lý anh em ơi, thanh lý giá mình nói là để bán thôi. Cây này nói chung là cũng mắc tiền đó anh chị. Đó, cũng phải vài trăm triệu, nói chung là coi như là cái cây này là phải biệt thự VIP mới chơi nổi cây này nha bà con. Đây công ty, em quay công ty cũng ok luôn. Đúng rồi, công ty biệt thự sân vườn lớn. À, cây này thấy bông là thấy ổn áp rồi đó. Tàn thì tàn đào hả anh em. Nó thì mình nói như vậy anh em thấy cái nó chuẩn cái bộ tam đa anh em. À, phước lộc thọ ha, cây này mai này mình chơi phong thủy nha anh em. Dạ. Nó là một cốt thoát ba thân đúng chuẩn luôn á. Ừ. Đúng chuẩn tam tài á. Không. Dạ. Đây chứ, em quay cận cho anh chị xem nha. Chứ ba cây chụm lại nó không đúng nha. Nhạo luôn. Đó, một cốt nó lên tầm khoảng 20 rồi bắt đầu nó có ba cây chính đó, đi lên anh chị ha.
hai độc chủ ở chính giữa ha. Nè, hai bộ tam đa của nó là hai ông Phước Lộc nè, Thọ nè, ông Phước với ông Thọ đứng ở đây chứ. À, Phước Lộc Thọ thì thấp hơn cái cây chủ ở giữa luôn anh chị đó. Cây chủ ở giữa thì nó lên cốt, nó lên thẳng luôn ha. Dốc chót ngọn lên luôn. Rồi. Nè, Phước Lộc Thọ đứng giữa ha, cao đột chủ gõ đàng hoàng, nó đúng tâm luôn nha anh em, đúng tâm giữa luôn á anh chị. Mình nói thì chung nói chung là nó nhiều nha anh em, nói chung là cây nó mắc tiền thì mình phải nói tả cho nó cụ thể, nên anh em cũng đừng có nói sao nó nhiều nó mất công. Không phải, chút nữa anh chị cứ comment đi, mấy anh này anh nói nhiều là lấy giá anh trên trời đó bà con. Sắp sửa kêu giá trên trời, anh chị mình đáng thử coi giá cây này nhiêu à. Đó, mình đáng rồi, thử đi. Không đưa vô này, đây là những cái cành này là đã nó nhạo liền cốt hết luôn, không ghép nha anh em. Nó riêng đó. Nó gần vú bò luôn à. Đúng anh chị kìa. Rồi nó nhạo, nó quay, nó nhạo. Hồi đó là mình nhờ anh em thợ cà lậy, không phải mình nhờ, nói chung là xin lỗi. Ngày xưa cái anh nãy đứng chống nạnh á là ba anh chơi. Dạ. Tới đời ba nó dạng như là già, tuổi già cái mất thì đời ảnh thì nói chung không có điều kiện chăm sóc. Thì ảnh mới bán. Dạ. Ảnh bán là bán cho mình. Nói chung cũng có duyên nó mới gặp được cây này. Thì mà bán mình chơi sở hữu này cũng là 3 năm rồi. Thì ảnh nói hồi đó là ba anh chơi là thợ cà lậy uống. Thợ cà lậy của Tiền Giang mình á. Là xuống uống mấy cái này là mấy chục năm về trước á. Cái đo mấy... thử chi một hả anh? Chi một hả? Chi một nó cũng bự, khá bự. Mình nói rõ cây này cho anh em nắm được cái nguồn gốc xuất xứ của cây rồi, chứ không phải mình nhiều nói nhiều đâu. 24 á. Đâu từ chưa thấy anh. Chưa hả? Tính đo gian thổi cho cô luôn, mình cũng đang coi. Giờ đo lại 25 luôn nè. Rồi đó, anh chị thấy giờ 54 luôn á. Giờ không ấy gì, đo lại 55. Mình coi lại chi cốt bên này, đây cành nhạo nó bên này đây anh vậy. 55 thì thằng này nhiêu? Cành nhạo bẻ tròn vo ha. Thằng này là 24. Cành bên đó là nhánh bên đó 24. 24. Chi 2 là 24 anh chị. Cây này nói chung là cũng leo lên được luôn á. Được, leo lên lặt lá hoài vậy. Này 19. Cành 3 19. Thằng này chắc cũng 19 thôi. Rồi em quay cái tình trạng cây cho anh chị xem ha. Đây, tình trạng cây của nó đây. Bông của nó là bông chùm ha anh. Bông chùm đó hồi nãy mình có đưa hình ảnh rồi anh em coi hết á. Thì mai này nói chung không trời nắng thì mình cũng mới chặn đọt lại anh em đó. Anh em thấy mình mới chặn đọt vô cả 4 năm tấc á. Nãy cái hình mà anh chụp nó xa quá, không biết là cái cây này là bông mấy cánh. Hổm nó có bông, bông thì nói chung thì nó bông chùm năm, từ xa 5 cánh, 6 cánh, mai ấy mình cái thiên nhiên rồi đó. Mai thiên nhiên đó ha. Đúng rồi, nhưng mà bông chùm chứ không phải cánh ấy nha, không phải cánh thẳng cánh chuồng nha. Cánh tròn ha, nằm đúng rồi, cánh tròn đúng rồi. Cái này phải nó mà rặt luôn 5 cánh là cây này vô giá luôn á, không biết nhiêu tiền luôn á. Chứ đúng ra nó mà cánh chuồng là mình có thể là nhờ anh em sạc phôi ghép những cái bông cánh đẹp giờ á. Cây này nếu mà anh chị các bạn đáng trúng, nãy giờ mình comment phải không, nếu mà tới đây mà đáng trúng giá là dùng anh Minh ảnh thưởng cho kẹt 50k chịu không? Chuyện nhỏ cho. Nhưng mà phải đáng trúng nha bà con. Đó, đáng tới đây bây giờ công bố giá ra là không được nữa nha. Công bố giá không được nha. Cây này là nãy giờ nhiều người đáng giá lắm phải không? Đây, em quay tổng kết cho bà con xem cái tàn bên nào của nó nè. Tròn đều luôn ha. Như em đáng cây này mấy trăm Như? Hả? Trời ơi sao đáng ít vậy cha? Hồi nãy thổi lỗ tai rồi. Thổi lỗ tai rồi hả? Trời ơi. Giờ lộ hết rồi. Rồi thôi công bố giá cho anh chị luôn, cây này giá là bao nhiêu anh Minh ơi? Như đủ nãy rồi. Như nãy nói vậy chắc Như đắp tiền vô nha Như. Nha. Đắp tiền nha. Như giờ khách mà chốt theo giá của Như là Như đắp tiền đó. Sao? Hả? Không biết gì ta, tự nhiên cây của ta vô nó 150. Có 120 mà nó 150. Rồi vậy cuối cùng là cây này anh bán bao nhiêu? Nói chung là 120. 120 triệu. Đúng rồi, 120 triệu thì mình sẽ bó vào quấn bao xếp cho anh em 100 km, bao trồng luôn. Cây này là trách nhiệm mình phải bao tới chỗ 100 km cho anh em nhà, 100 km nha. Xa hơn thì vẫn xếp được, nhưng mà thương lượng cái tiền xe chút. Bao trồng luôn ha. Đúng rồi, bao trồng luôn. Mấy mặt hàng này mình phải đem công anh em theo bao trồng cho anh em, cho khách luôn. Rồi anh chị thấy giá vậy hợp lý không? Mình cho cái comment biểu quyết cái anh chị.
giá này mình còn thương lượng ép giá gì được không anh bên ơi? Hên xui. Hên xui ha. Rồi hên xui đó. Ừ, thí dụ nhà có 50 km thì ok. À nó tùy theo xa gần anh ha. Rồi. Rồi thôi tới đây coi, mình còn luôn. Còn nữa phải không? Luôn này luôn đi hết. Rồi rồi, rồi vô luôn, luôn anh, vô luôn. Không còn để cái gì nữa. Ờ à, dẹp hết luôn ha. Dẹp luôn. Bây giờ này mình nói ngắn gọn thôi, giờ á trong cái chậu này nè. Dạ. Thì hoành mình đo á từ 16 tới 20. Cây nào mà 20. Anh em về đo tới 15 cây đó tặng luôn. Rồi. Đó. Từ 16 tới 20. Đúng rồi, cho giá luôn đi anh. Rồi, giá là coi như là 550. 550 mà chậu này luôn anh, cái chậu luôn. À luôn chậu luôn. Anh trồng được bao lâu rồi? Này hả? Nay chắc cũng chừng tháng. Trời, cái này coi như là mới trồng nha anh chị. Đúng rồi. Bao ship chậu luôn. Bao ship chậu. Ship 100 luôn. Rồi còn bao sống này sao anh? Bao sống rồi, bao sống luôn. Rồi sống luôn, này đang sống nè anh chị. Cái nào bao sống mình nói bao sống. Bao sống cụ thể đi anh. Thì nói chung cái mặt hàng này mình anh em nào nằm phạm vi 100 km nha, mình chở giao luôn cho anh em luôn. À. Thì về mà trong vòng mà 2 tháng cây nào mà nó tuột nó không lấy thì nhổ dục, mình đưa cây khác cho anh em để nó vô. À, thới cây khác luôn. Đúng rồi. Khỏi gửi về luôn. Đúng rồi, giao luôn chậu năm á. Nhưng phải chụp hình cây chết đàng hoàng nha anh chị. Này 100 km mình biết nhà, biết chỗ mà. Mình giao mình đi luôn rồi có gì khỏi, mình tới rồi mình trồng luôn cho anh em vô luôn. Rồi anh cho bà con cái địa chỉ ở đây luôn đi. Địa chỉ mình thì xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Anh chỉ đường sơ sơ cái cho bà con biết. Thì đường này nếu mà nó cách trung tâm thành phố Mỹ Tho khoảng cỡ 5 km hướng về chợ gạo. Ừ. Yeah. Là mình đi từ Mỹ Tho về chợ gạo trên cái đường này mà của anh nằm bên tay phải á. Đúng rồi, nằm bên tay phải. Đối diện cái bên là cái gì hậu quán Cao Tướng phải không? Ờ à, đúng rồi, thì tính anh em từ thành phố đó. Về đi thành phố Hồ Chí Minh hoặc là miền Tây bên Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang gì đó. Dạ. Thì vô trung tâm thành phố Mỹ Tho cách cái shop nhà mình là khoảng cỡ 10 km. Dạ rồi, số điện thoại luôn đi anh. Số điện thoại của mình thì 0397924524. Tin mình luôn. Rồi anh chị thấy nay ảnh xả vườn giá hợp lý không, mình cho cái comment nè, ai mình thấy hợp cái nào mình chốt alo liền nha anh chị. Còn tới đây em xin tạm kết thúc clip, xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những clip tiếp theo. Cảm ơn, chào anh Minh nha. Chào anh Như nha.